Chào anh chị, MISA xin hướng dẫn anh chị cách sửa mẫu, thêm dòng diễn giải trên chứng từ. Ví dụ, anh chị muốn thêm dòng diễn giải, quý khách vui lòng thanh toán theo đúng thời hạn trên hóa đơn. Anh chị thực hiện như sau. Tại giao diện mẫu in, chọn chức năng sửa mẫu. Chọn nội dung. Anh chị chọn thêm thông tin, chọn dòng trống và điền nội dung diễn giải lên chứng từ. Nhấn cất và đóng. Chứng từ sẽ hiển thị thông tin như đã chỉnh. Chúc anh chị thực hiện thành công.